nước nôi này ra thì có thêm cả massage các thứ. Nếu anh muốn massage thì bằng kia massage cho anh. Nếu như anh không massage thì cầu nhanh 5 lít ạ. Dạ anh ơi, nước của anh đấy ạ. Anh cảm ơn nhé. Cặp mù mắt ta đi. Anh ơi, ngoài uống nước ra anh có sử dụng thêm dịch vụ nào khác ở bên em nữa không ạ? Quán em còn dịch vụ khác à? Vâng ạ. Nước nôi này ra thì có thêm cả massage các thứ. Thì anh muốn massage thì bằng kia massage cho anh. Thế quán em massage như thế nào? Dạ, nếu như mà anh massage thì 2 lít ạ. Ôi trời ơi! 2 lít? Bao nhiêu phút em? 20 phút ạ. 20 phút? Có 20 phút mà mất 2 lít à em? Mà không thắc mắc về cái giá cả bên em đâu, tại vì là nếu như mà anh ở đây một anh chơi đây một lần ấy, lần sau là anh sẽ muốn quay lại luôn, anh không phải lăn tăn gì cái giá hay hết cả. Ta gọi là cuồng dâm sinh hoang tưởng em ơi. Nhưng ở đây chỗ em từ trước đến giờ nó đều như thế mà anh. Không vấn đề mắc em ạ, anh không có tiền. Thế quán em còn dịch vụ gì khác không? Nếu như anh không massage thì có nhanh 5 lít ạ. Nếu như anh không massage thì có nhanh 5 lít ạ. Đập lợn ra donate cho chú. Tàu nhanh tận 5 lít à em? Dạ vâng ạ. Tàu nhanh 5 lít thôi. Mắc quay mặt, nếu rẻ hơn thì anh phải suy nghĩ lại chứ. Chứ 5 lít thì anh lại càng không có tiền em ạ. Làm gì có ai chơi gái mà kỳ kèo đâu anh. Đâu, anh kỳ kèo đâu, thực ra đó không phải kỳ kèo bạn. Mà cái này dễ hiểu là thuận mua vừa bán, chứ ai kỳ kèo đâu. Mày đang sử dụng tần số 39Hz để giao tiếp. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Giá cả bên em không mặc cả được. Nếu như mà anh đi với em ok, nhưng mà quan trọng là em còn phải chia hồng với bà chủ nữa. Em có được lấy lại hết đâu anh, đúng không? Thế còn quán em có hỗ trợ thẻ sinh viên không? Ví dụ như ngân hàng ấy cũng hỗ trợ thẻ sinh viên ấy, vì giảm 10%, 2% hay gì đó. Chứ mà đi không thế và nhắm mắt mở cái đã mất 5 lít thì... Thế anh không đi rồi. Anh ơi, từ sáng đến giờ anh nhớ tin em mở hàng đấy. Anh nào thì anh nhớ tiền của em rồi. Tại vì là dịch xã thế này ấy, bọn em cũng khó khăn. Bây giờ anh bỏ là thẻ sinh viên mà có hỗ trợ đây, em cũng thiếu sinh viên, em cũng khó khăn cho anh. Thế bây giờ em có thẻ sinh viên để mua được tăng giá không hả anh? Không. Thế tức là bên em không hỗ trợ thẻ sinh viên chứ gì? Không ạ. Thế quán em có hỗ trợ sổ hộ nghèo không? Anh sổ hộ nghèo ấy. Ôi trời ơi. Hộ nghèo thì làm gì được hả anh? Nghèo hay giàu thì nhu cầu nó cũng như nhau mà anh, đúng không? Thì anh biết là nhu cầu như nhau nhưng cái giá trị nó khác nhau cho em. Ví dụ anh kể anh bản thân anh cũng vậy thôi. Ra ngân hàng thì lúc nào thẻ sinh viên với cả sổ hộ nghèo lúc nào chẳng được giảm giá hay khuyến mại bao nhiêu. Thôi ông ỉ mẹ á bộ. Anh ơi, mà tiền nào của đấy, 5 lít nó có giá trị của 5 lít. 2 lít thì anh ra đường, anh tìm mấy cái con đứng ở đường ấy anh. Chứ còn em vào trong này với em á, anh không phải lăn tăn. Thì anh có lăn tăn gì đâu em, còn lúc cởi ải như nhau. Cho nó gì đâu. Còn nếu mà được thì giảm anh 2 lít được tàu nhanh thì anh đi. Chứ 5 lít thì anh không có tiền rồi. Ôi trời ơi, từ sáng giờ em chưa mở hàng với ai cả. Ôi trời ơi. Kỳ kèo như anh ấy, chắc em đi đốt vía nhanh, cần kịp anh ạ. Thế thôi, thế như thế vậy thì anh không đi được rồi. Dạ vâng, em cũng cảm ơn anh. Vâng, mời em uống nước ạ. Cảm ơn nhé.